Bạo động diễn ra giữa cảnh sát và những người đình công trên khắp Ấn Độ. Bạo lực làm hoen ố một cuộc đình công do các công đoàn tổ chức trên toàn quốc ở Ấn Độ vào ngày hôm nay, ngày thứ hai của cuộc đình công. Cảnh sát đã dùng dùi cui đánh vào những công nhân đình công, trong khi những người này đập phá các nhà máy và đã xuống đường để phản đối chính sách kinh tế của chính phủ. Các thành viên của một nghiệp đoàn thương mại đã xuống đường tại Bangalore để bày tỏ sự phản đối của họ đối với chính sách chống lao động. Các công nhân giận dữ cũng đã đập phá các cơ sở kinh doanh, ném đá vào tòa nhà ở thành phố Noida thuộc tiểu bang Uttar Pradesh phía bắc của Ấn Độ. Cảnh sát cầm dùi cui đã tấn công các công nhân biểu tình tập trung. Người đứng đầu Tổng cục Cảnh sát phòng bị, ông Arun Kumar cho biết các lực lượng phòng bị đã được triển khai để kiểm soát những người biểu tình. Ông cho biết thêm là cảnh sát sẽ điều tra những thiệt hại và xác định ai là những người lao động bình thường và ai là những thành phần chống đối xã hội đã lợi dụng tình hình. Các đường phố ở Thiruvananthapuram, một thành phố của tiểu bang Kerala ở phía nam của Ấn Độ, ngày hôm nay hoang vắng do các cửa hàng đã đóng cửa và các dịch vụ giao thông công cộng tạm dừng. Sản xuất tại nhà máy Manesa của công ty sản xuất xe hơi lớn nhất của Ấn Độ, Maruti Suzuki, đã hoàn toàn bị ngưng từ hôm qua do các công nhân đã quyết định tham gia vào cuộc đình công trên toàn quốc do các công đoàn tổ chức. Ngành ngân hàng đã ngưng mọi hoạt động do một số ngân hàng công cộng vẫn còn đóng cửa trong một số thành phố. Cuộc đình công diễn ra trong khi chính phủ chuẩn bị trình bày một ngân sách thắt lưng buộc bụng trước Quốc hội, cùng lúc có thông tin về một vụ bê bối tham nhũng trong một thỏa thuận mua vũ khí lớn. Quốc hội đã bắt đầu phiên họp ngân sách vào ngày hôm nay và chính phủ sẽ trình bày kế hoạch chi tiêu cho năm tài chính 2013-2014 vào tuần tới. Một số các quan chức đã nói với đài Reuters rằng chính phủ sẽ đặt mục tiêu cắt giảm chi tiêu công lên đến 10% để tránh bị hạ cấp hạng tín dụng, mặc dù điều này sẽ không được ủng hộ trong một môi trường lạm phát cao. Thủ tướng Ấn Độ ông Manmohan Singh, người đang phải vật lộn với suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong một thập niên và phải đối mặt với một cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm tới, đã yêu cầu các công đoàn hủy bỏ cuộc đình công, nhưng họ đã từ chối. Văn phòng Thương mại và Công nghiệp cho biết vào hôm thứ Ba rằng các cuộc đình công kéo dài 2 ngày được dự kiến sẽ gây ra một mất mát từ 150 đến 200 triệu rupees, gây thiệt hại cho các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm và vận chuyển.